một con trợ lực thể thao dòng Hungry đời cao. Trợ lực thể thao là dạng tay lái chồm, anh chị em đi, thường anh em ta hay gọi là trợ lực thể thao, sườn là sườn ngang, tay lái tay lái ngang thì gọi là trợ lực thể thao. Dòng Hungry thương hiệu của Panasonic nhưng mà là dòng Hungry. Nó giống như xe Honda, thì trong dòng Honda này thì nó sẽ có dòng Airblade, SH Mode, SH 150 Future dạng vậy, để cho anh chị em mình dễ hình dung ha. Tại sao nó cứ thấy Bana, Hungry rồi Veloz tùm lum hết. Nhưng mà con này là Bana dòng Hungry đời cao. Thì cái vấn đề đời xe thì mình cũng sẽ phân tích cho anh chị em nắm được tình hình. Cái con này, cái mã hàng của nó là X735. X735, cái mã của nó. Đọc cái mình biết nó là cái gì. Và cái số của mình là có Zalo. Mọi vấn đề thắc mắc, tư vấn hay vấn đề gì đó cứ liên hệ qua Zalo cho nhanh gọn lẹ nha anh chị em. Đời cao là gì? Thì video nào thì mình cũng sẽ đã chia sẻ cái kinh nghiệm này với anh em rồi. Thì em thấy quay phê xe là mang một đống đồ chơi để review cho anh chị em nè. Thì trong cái dòng Hungry này, cái đời cao nhất của nó nè, anh chị em mình để ý là cái khiển, nó sẽ quyết định được cái khiển và cái máy của nó ha. Đây, cái khiển của dòng Eco Navi mà đời cao nhất nè, là nó nè. Anh chị em thấy nó nhỏ hơn. Và nó sẽ đi cái máy khác, nó sẽ đi pin sạc kiểu khác, chứ nó không giống như dòng đời thứ hai xuống, đổ xuống. Và con này là con đời cao, đời cao nhất là tới nó nè, tới dòng thứ hai nè. Vẫn có chữ Eco Navi ha. Đời cao nhất và đời thứ hai này nó sẽ có chữ Eco Navi. Nó tự tiết kiệm pin. Nó giống như cái dòng FI của mình, nó tự tiết kiệm xăng. Thì trong cái dòng này, anh chị em thấy vẫn có chữ Eco Navi đời thứ hai, cái hàng khiển y hệt nè. Thì trong cái khiển Eco Navi đời thứ hai này, nó sẽ gồm có 4 đến 5 loại nữa. 4 đến 5 loại thì nó vẫn Eco Navi đời cao luôn, nhưng mà nó hiển thị bằng đèn LED. Rồi nó mới hiển thị bằng màn hình LCD là như cái này. Nó hiển thị bằng LCD, anh chị em thấy không? Nó hiển thị bằng số, còn anh này thì hiển thị bằng đèn LED, báo phần trăm pin bằng số. Và trong cái màn hình LED này nó cũng sẽ có báo được cái km đi được, kia có loại thì báo km đi được, có loại thì báo được đoạn đường đi được, nó rất là nhiều trong cái dòng Eco Navi đời thứ hai này ha. Nó là đời cao, tiết kiệm pin, nó là như vậy. Tiếp theo liên tục anh chị em ha, một đống đồ nghề đây, đồ chơi đây. Và anh này là đời cao thứ hai nữa là full nhôm. Full nhôm là cái gì? Thì trên người nó toàn là đồ nhôm không, mình sẽ giới thiệu tiếp theo. Phần đó là chắc chắn, như tay thắng nhôm, ghi đông ông tăng nhôm, ghi đông ông tăng nhôm, khung sườn nhôm, phuộc nhôm, niềng nhôm, mái nhôm, bàn đạp giò đạp nhôm, lóc mái, bàn đạp bidan, gọi là bidan, bàn đạp là nó, cái giò là giò đạp là nó, cốt y nhôm gọi là full nhôm. Và dòng size này là size 26 inch, thì anh chị em mình phải từ 1m6 đổ lên ha. Như cái cúc yên đó là mình đang đi 1m74 của mình, để hồi mình đạp cho anh chị em mình thấy. Rồi thôi ra đường, thường những cái dòng này thì bắt buộc phải ra đường để cho em dễ cảm nhận hơn. Và để cất ba cái đồ đạc linh tinh này, quay lại cái đạp ngoài đường 5 phút hồ, quay lại là mất hết mấy trăm ngàn của mình. Rồi lên đường, tắt máy, không có thể đợi hệ thống điện nha, tắt máy hoàn toàn. Thì con này nó sẽ gồm 7 tốc độ, nó cho mình 7 tốc độ, đi 7 lít tầng nè, nó sẽ cho mình 7 tốc độ. Và một hồi mình sẽ chỉnh 7 tốc độ cho anh chị em mình hình dung. Hoàn toàn không có điện nha.
nặng 78 kg, chiều cao 1m74. Và anh chị em thấy 1m74 là gần như giới bằng đầu ngón chân rồi. Đạp vậy mà có mỗi cái sở thích của anh em nó mỗi khác. Mình thì mình thích đạp vậy đó, để khi xuống cái điểm cuối của nó, cái chân mình nó thẳng ra. Có anh chị em mà còn cao nữa, cao gần như chống chân không tới luôn, tới đèn xanh đèn đỏ nhảy xuống xe. Nhưng mà cái đó là cái sở thích và cái sở trường của anh em, mỗi anh em nó mỗi khác nhau. Mình thì mình chống gót thôi. Clip nhỏ nhất thì nó sẽ nặng nhất, và mình đang đi clip nhỏ nhất này, tăng từ từ cho nó nhẹ lại. Xe dòng xe này dòng xe địa hình, bắt đầu mình đi dặn ở đầu nó cái phục trước nó hoạt động. Đó, clip 7 là clip bự nhất, nó sẽ nhẹ nhất cái chân. Cái clip này là dùng những lúc địa hình chẳng hạn như cỏ dốc này nọ, hồi mình sẽ leo rồi nó cho anh chị mình cảm nhận. Mình phải biết điều khiển nó, tăng và giảm nó đây. Xả từ từ lại nha, cho nặng từ từ lại. Chứ cái đường vắng như vậy thì không thể nào đi cái clip 7, nó quá nhẹ. Biết bây giờ tới nhà. Chị em thấy căn bản nó phải là một chiếc xe đạp như vậy. Qua cái giảm sốc cái đầu phục nó làm việc. Nặng nhất đây, chân nặng nhất nhưng mà nó sẽ đi tốc độ nhanh nhất. Giảm cho nó vừa chân. Rồi, tạm thấy cái số này là vừa chân của mình. Chắc nó đang ở số 5 quá. Đúng không? Bây giờ là xe đạp, không có điện đóm gì đây hết. Con này em ru ha. Giò cắn em ru. Dòng trên đĩa tương đối. Rồi, thắng. Anh chị em hình dung nè, một lực xuống bàn đạp nè. Căn bản là chiếc xe đạp thì không có thể nào có gì khác biệt hết, đúng không? Như khi mở điện nè, mình sẽ test hết máy ha, và đi tốc độ với nó, lực đó luôn. Đó, anh chị em thấy nó hoàn toàn nó khác. Có nghĩa là cứ một lực xuống bàn đạp, tự động cái xe nó búng mình đi. Búng nè, búng nè. Đó, trợ lực. Trợ lực là khi mình dục một lực xuống bằng đạp, tự động cái xe nó muốn mình đi. Và cái thời điểm mình đi đường trường như vậy, nó cứ đẩy đều 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 trong chân. Cái số nãy trung bình bây giờ thì nó quá nhẹ. Anh chị em mình xả để đi nhanh, xả về clip nhỏ để đi nhanh ha. Đường nó khá vắng. Đó, đạp là phải thẳng như vậy. Đó, anh chị em thấy không, khi xuống cái điểm dừng cuối cùng nè. Đó, mình là thích vậy. Nhiều anh chị em phải giới luôn bằng mũi thì mới chịu. Nói chung mỗi cái sở thích mà khác nhau hết. Trợ lực là mình đỡ dùng sức, chứ không phải trợ lực là khi mở máy lên chạy một lúc 6-70 km/h là không có ha. Nó giúp cho mình nhẹ, đỡ hao sức. À, hồi nãy mình thấy cái khiển nó báo là 999, có nghĩa là nó đi 999 cây là tự động nó hết đếm được, đúng không? Cái chức năng của con khiển này đây, nó sẽ đếm được đoạn đường anh chị em mình đi nè. Set nó là reset nè, cho nó dễ về 00. À, 00. Rồi mình đạp một vòng thử coi nó đếm được bao nhiêu. Nhấn là đi ha. Đó, anh chị em thấy không? Nhấn. Nó giúp mình nhẹ, đỡ hao sức, chứ không phải là đi tốc độ nhanh. Anh chị em mình lưu ý. Và dòng này nó đỡ một cái hay nữa nè, khi đi đường dài nè, cái tay ha rất là hay nè, đặt lên vậy thôi. Cái phục trước là khi đi qua cái giảm sốc, cái gờ giảm sốc đó,
thì cái phục trước không có cảm nhận. À, anh chị em mình nãy giờ đập một vòng từ bên kia qua đây là 300m, à, nó đếm được 400m là nó sẽ đếm được cái đoạn đường mình đi. Có nghĩa là cái bộ đếm ở phía trước nó còn hoạt động tốt hơn. Đầu vô đường đông nè, đèo dốc nè, tự mình phải biết phán đoán, giảm, cho nó đi clip lớn lại, cho nó nhẹ. Thời điểm này thì quá nhẹ cái chân nè, đạp không à, dùng để đi những cái chướng ngại vật nè, đó, nhấn là đi nè, đó, nhấn nè, đó. Anh chị em thấy tác dụng của trời lực không? Nhấn nè, chứ điều mà gần tuột tay mình ra luôn. Nhấn nè, đó. Đó. Để cho anh chị em mình gì hình dung được cái trợ lực nó là như thế nào. Khi một lực xuống bàn đạp là nó búng mình đi như vậy đó. Khi tắt máy nè, coi nó còn búng như vậy nữa không. 500m rồi nè, tắt máy đâu còn búng được nữa, đâu có thể chạy nhanh được nữa. Thời điểm này là dùng như toàn sức đứng lên cái bàn đạp, không có chấn luôn, thấy không? Đó là cái sự khác biệt giữa xe đạp thường và chiếc xe đạp trợ lực. Máy nhấn, anh chị em thấy khác không? Khác hoàn toàn chứ. Nhấn là đi nè. Và đường trường thì nó quá nhẹ rồi. Một là giảm máy về, cho máy đẩy nhẹ bớt, đỡ hao pin. Hai là xả clip nhỏ cho nó nặng để đi nhanh. Tất cả đều lại thuộc vào sở thích của mình hết, không có mặc định điều gì hết. Nặng gì chân nhưng mà lướt không, xe này lướt. Anh chị em mình hình dung ha. Nhiều anh chị em thường là mình đã bán hàng xa, đâm ra mình phải rất là kỹ vấn đề này để cho anh chị mình hình dung cũng dễ. Hên là còn nè, bữa đi qua lại mới chạy vòng quay qua là mất tiêu, mất 200 mấy, cái bảng thêm 100 mấy nữa, gần 400 ngàn. Quay chiếc xe không mất 400 ngàn, tắt. Bỏ cái đồ chơi xuống, nặng quá anh chị em. Mang theo để review cho anh em mình á. Rồi bây giờ mới là vô phần chi tiết. Nãy giờ là mình đang mệt chứ, mệt. Giò nó đau cái bả vai quá, đeo cái giò nặng. Cặp bao tay zin, anh chị em thấy tác dụng cái cặp bao tay zin chưa? Đi đường dài nè, không có nóng gì đâu. Vậy nè, tác dụng của nó là tại sao nó phè như vậy. Còn những anh đường phố thì nó lại tròn luôn. À, nó khác cái điểm đó. Tài thắng, ghi đồng một tăng. Một cái đèn thể thao theo xe của Panasonic ha. Cái đèn này khá mắc tiền. Mở đèn trước, tắt. Và cũng rất là ngầu. Chuông tài thắng, điều khiển được clip là nhờ cái này. 7 tốc độ, tăng và giảm, tăng và giảm. Vàng ghi đông tăng, nhôm nhôm không anh chị em, mấy cái lắc co này nhôm không á, khung sườn nhôm, nhìn ở đây cũng thấy nhôm ha, mối nối của nó nhìn vô thấy nhôm liền. Phục phơi nhất, làm những con này phơi nhất là cây phuộc, và hên xui nhất là vẫn là cây phuộc. Tốn tiền hay không là do nó. Mở ra cái mà cái thằng chủ cũ đi nó lo đi không, nó không chịu bơm dầu bơm mỡ gì nhỏ hết, là ở trong nó xét lẹt cứng ngắc, vệ sinh rất là cực. Và những con này thì mình đã làm hết rồi,
không phải lo lắng gì đâu. Mỡ bò trong đó nhiều khi mình vô nhớt á, về đây nè, đây nhớt còn nè, thấy không? Nhiều khi mình vô nhớt nhiều quá, lố tay một cái là bắt đầu nó xì, bắt đầu nó rớt từng giọt ở đây. Anh chị em điện tới sau cái sổ phột nó xì nhớt, không có xì đâu anh chị em, nó không có xì đâu, mà mình đã vệ sinh á, mình vô nhớt vô đây, nằm đây nó ứ đây, bắt đầu nó nhiễu xuống. Đây là những cái lỗ vô nhớt của nó đây, thấy mà nó nhúng mà ép là biết vô nhớt. Nó tháo ra con ốc này ra, phóng nhớt vô cho nó vào đây là nó sẽ đếm được cái đoạn đường nãy giờ anh chị em mình đi nè, 500m nè, 700m cây số và 999 km là do nó. Thằng này đếm được, hồi nãy mình reset cho anh chị em mình á, xong mình reset lại mình đạp á, nó lên 500m là nhờ được cái bộ phận này đếm. Và cốt thì là cốt bẻ ha, gặt ra một cái xoáy ngược chiều kim hồ lấy nguyên cái bánh ra rất là nhanh. Zin của Shimano, phục của nó chạy rất ít ha, không đáng kể. Trong xe này là một cặp vỏ mới 100% và vỏ xịn luôn nha anh chị em. Anh chị em không tin mình á, cứ sạch thử đi coi cặp vỏ này nhiêu. Mình mua là gần 800 ngàn cặp vỏ này, nó còn mắc hơn cả vỏ xe Honda mình. Vỏ xe Honda mình 300 mấy ngàn, đúng không? Riêng cặp vỏ xe đạp này không, gần 800 ngàn, mới 100% ha, không chơi đồ kia luôn. Thường là mình cũng hay đi Canada, mắc xích còn mắc nữa. Cặp này không, 800 baga zin, đồ mới nhưng mà là rất là mắc nha. Baga trắng bùng zin luôn nha, niềng nhôm, cam inox. Con này phải dạng là từ khá ha, đồ đạc anh chị em thấy không, còn sáng giới Fury dạng tem zin nó còn rồi. Bana giống như mình nói rồi, Honda cái này là SH Honda Future, dòng là dòng Fury, vẫn là trực thuộc trong dòng lớn của Panasonic. Quay rất chậm cho anh chị em mình mua hàng xa để dễ hình dung vấn đề. Dây nó đi trong âm sườn hết, nó đi trong đây hết ha. Đây quay kỹ phần này cho anh chị em thấy. Cốt yên nhôm, cái lẫy này dùng để bẻ ra nè, là nâng hạ cái cốt yên. Như trong cái này mình nghi và chắc chắn luôn chứ không phải nghi nữa. Cây này là không phải trong xe, theo xe nha, không phải theo xe, mình chắc chắn điều đó luôn. Tại vì trong cái ti zin của thằng Bana này nó không có chữ này, nhưng mà cái này là đồ zin theo xe nào đó nè, vẫn là đồ zin theo xe luôn nè, nhưng nó không phải là theo xe này, chắc chắn là điều đó luôn. Cái cùi, cái cốt yên nhôm của Bana nó y hệt hết, nhưng nó lại không có chữ gì đâu, y hệt nhưng không có chữ. À, và một cái yên này cũng trực thuộc của dàn thể thao, nhưng cũng không phải là cái yên của nó, cái yên của đúng của nó nè. Nhưng mà nãy mình kê vô mình thấy ngồi vừa cái đích quá, cái đích bự á, ngồi vừa êm ái, mình cho thay vô. Anh em là không thích yên này nhỏ hơn anh chị em thấy không? Nhìn anh chị em là dùng, những anh chị em nào đích nhỏ nè, đích bự quá ngồi cái yên này nhỏ đau lắm, phè bự ra. À, tôi không thích cái yên này, lắp cái yên này cho tôi, cho thay vô lại nha. Đem theo để mà chứng minh với anh chị em mình luôn á. Cốt vẫn là cốt zin nhôm nha, tăng giảm nè, xả nè, xả hai con bên đây, tăng lên phía trước, tăng lên phía trước hoặc giật về phía sau, muốn chồm người nè, giật hết về phía sau là người mình tự động nó chồm về phía trước, nằm dài trên xe. Những lỗ này là lỗ baga, hai cái baga lắp để che sình áo mưa này nọ, nhưng mà không, mình không thích vậy, mình thích để nguyên vậy đó cho nó đẹp. Anh em nào thích gắn, tài mày gắn nó cho anh, tính tiền thêm vậy thôi. Anh chị em thấy đồ con này không,
sẵn chân hết. Đây là giường lính mình nè, ráp ẩu nè, bắt ẩu nè, anh chị em thấy bắt ẩu là tại sao bắt ẩu? Nó có ăn vô niền đâu, nó ăn vô cái vỏ nè, đúng không? Ừ. Đó cái cũng là một cái kỹ thuật, nhưng mà lính mình không phải là nó không biết kỹ thuật đâu, mà do nó ẩu. Đó, ẩu. Và anh chị em mình cũng phải có một chút kiến thức về cái dòng này. Chẳng hạn như nhìn cái này lật cái là biết ẩu hay không ẩu, sai không sai hay đúng. Cái này phải dời vô đúng được cái niền. Và khi thắng, khi thắng là hai thằng phải mạnh đều. Hai này tương đối nè, nhưng mà thằng này do nó cặp ở trên thì nó sẽ không đều. Cái này phải chỉnh lại, cặp làm sao mà phải búng cho đều, cái lực phải đều. Đều như này gọi là đều nè. Đó, anh chị em thấy không? Độ hở vừa, bên đây độ hở vừa. Và hai thằng là phải mạnh đều, chứ không phải một thằng mạnh thằng yếu. Thằng yếu thì nó lo do nó cặp vô, nó lo nó cặp vô cái niền không. Còn thằng mạnh thì nó không, nó cách xa cái niền. Nó phải canh chỉnh làm sao cho lực hai thằng phải đều như thằng này là chuẩn. Thằng này là chỉnh sai à, chỉnh thứ nhất sai. Sai là sai nó cặp vô vỏ, nó cặp nhẹ vô vỏ. Nè, bị nè, đó, thấy không? Hơi nhẹ lên vỏ nè, thấy không? Đó, bởi vậy anh chị em mình phải có một chút kiến thức về dòng này, chứ không phải là bỏ sức ra đạp. Nãy giờ mình mất, đúng là mình mất 10 sức thì nó vô đây hết 2 sức nè. Nó bá vô, vô cái này không chứ ở đâu. Giờ tháo ra nè. Một tay khó làm quá anh em. Tháo rồi nè, không đẩy nó vô, tăng hoặc giảm cái này, làm lại cái điện thoại 2M, đẩy nó vô, tăng hoặc giảm xi dây là nó căng đều, lực nó đều. Và chớn nó phải như cỡ này nè, chứ đâu có kiểu cái sượng sùng kiểu kia à. Mở bò mở biết thì mình đã làm lại hết rồi ha, bánh trước bánh sau mình đã vô hết lại rồi hết rồi, không phải lo điều gì hết. Chớn phải tầm cỡ này đạp nó mới sướng. Vỏ mới vẫn là niền nhôm căm inox, vô nhớt nhớt rất là ít rồi mà nó cũng còn văng vô căm nè, thấy không? Này phải rửa lại nè. Bởi vậy vô nhớt á, là chỉ vô bằng cái bàn chải đánh răng của mình á, nhúng vô nhớt, lướt nhẹ lên người nó, lướt nhẹ những bộ phận chuyển động của nó, chứ không phải là cầm là bóp phẹt vô đây là nó tè lè tét lét vô chiếc xe, ngồi rửa chết luôn. Cùi Shimano Lut 7 lít tầng. Cái răng của nó nè, gần như chưa thấy mòn đúng không ạ? Đó, cái clip càng nhỏ xe càng nặng. Sai nguyên tắc đó anh chị em. Đó, anh chị em thấy không? Thằng này là phải vừa vặn, vừa tăng clip, tăng giảm clip là phải vừa đạp thì sợi sên mới ôm nè. Bây giờ đứng chỗ ẩu nè, đứng chỗ vặn nè. Cùi đề làm lại. À, cùi đề thì đi vô đi ra, sên thì nằm im điểm. Thì không phải là khi anh chị em mình lên đạp làm canh, đúng không? Nè. Sai nguyên tắc nè. À, đúng nguyên tắc của người ta là từng clip và vừa đạp vừa tăng thì nó rất là êm ái. Đó, sai nè, xả một đống luôn. Khi mà một cái lực bằng cái lực người của mình đè lên chiếc xe, nó không có nhẹ nhàng cái đâu, nó kêu cách đó đi, mình biết mình sai nguyên tắc. À, còn bây giờ khi mà cái âm thanh này xuất hiện thì mình phải biết chỉnh nè. Chẳng hạn như bây giờ mình làm cố tình cho nó kêu nè. Không, chưa kêu luôn. Dặn sai cho nó kêu ha. Không kêu được luôn.
đó đó đó, cái âm thanh nó vừa xuất hiện. Đó 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 đó. Có nghĩa là mình phải biết là cái sợi dây kéo cáp của mình nó thiếu hay nó trùng, là đây nó thiết kế cho mình một con để tăng. Trùng thì tăng lên, không chịu rớt xuống thì nhả ra. Đó, mình phải biết cái nguyên lý này nữa để đi cho cái dòng này nó chuẩn. Tay zin luôn ha. Giò nhôm và bàn đạp zin của Wellgo. Thằng này nó xấu cái cặp bàn đạp này. Nó vẫn là của thằng Wellgo ha, thương hiệu lớn. Nhưng đúng là cặp này bằng nhôm thì mới đẹp nữa. Nhưng cặp nhôm bây giờ anh chị em mình mua 500 ngàn cũng không có nữa. Nhưng mà thằng chủ xe này nó lắp cái gì thì mình quay, anh chị em mình có cái gì mình quay cái đó thôi. Chứ mình cũng chẳng lấy ra để làm gì hết. Bán cái xe nó giá trị là những cái điểm này. Có thêm cặp bằng đạp mình tính tiền cặp bằng đạp chứ không gì hết. Tem bọng còn nguyên siêu, nguyên si hết. Xe này anh chị em thấy mình rất là liền. Liền đon. Nó được trang bị thêm cặp vỏ nữa, đỡ tốn mớ nữa nè. Gần 800 ngàn cặp vỏ. Những con này là mình không có đưa đồ bậy bạ vô. Đồ mới nhưng mà cũng phải là đồ chất lượng. Tắt máy. Mở máy. Không có xanh đúng không? Không có chữ hiện Econavi nè, tự tiết kiệm pin này nè. Tự tiết kiệm pin nè. Đen nè. Phần trăm pin là 60 nè. Đi được nãy giờ là 600 cây 600 m nè. 600 m này đốt phải 2 kcal. Nó đếm những cái chức năng của nó. Đó, có nhiều anh em đạp là gần như cái yên là phải cao hơn hoặc bằng cái ghi đồng, anh chị em thấy không? Lúc đó đạp người nó mới chồm về phía trước. Đạp nó mới thẳng cái giò ra. Giò nhôm, bàn đạp zin. À, lốc máy nhôm luôn. Ốc tán của nó. Chân chống nhôm luôn. Gần như nhôm hết rồi anh chị em thấy không? Đây, đạp nó giờ mấy tua bắt đầu xì nhớt lại nè. Xì mỡ bò nè. Mỡ bò đã vô lại hết rồi. Shimano. Chớn là phải cỡ này. Ai đâu mà chớn kiểu kia. Giòn lính mình nó kỹ thuật. Không phải kỹ thuật, nó thừa biết hết mà nó giòn nó ẩu. Chóa ha, này cái chóa phản quang thắng là phải cặp đều và mạnh đều như vậy. Rồi xong. Ê bây giờ nó làm sao quên cục pin. Rồi ở trong xe này sẽ là một cục pin 13 ampe nha. Lúc nào mình cũng đi những dòng cho lực thể thao là đi pin dòng lớn không đi nó mới nhiều. Cái này phải trên 40-45 cây số một lần sạc của nó, 4 tiếng đến 5 tiếng đồng hồ mới sạc đầy được đó. Điện 220 là điện sinh hoạt mình á, ở Việt Nam mình ghim trực tiếp trên xe. Nếu nhà rộng, nếu nhà chật, đang đi theo đoàn, theo tour, theo nhóm anh em mà nó hết pin. Quay 10 chiếc xe mất hết 5 chìa khóa. Đang đi hết pin đúng không? Ghé vô uống cà phê nè. Tháo cục pin ra. Dầu nó đưa chìa lộn hay gì nữa rồi. Nó lắp chìa lộn anh chị em ơi. Đây. Tháo cục pin ra. Vô quán cà phê. Sạc. 2 tiếng đồng hồ nghỉ trưa là được 50% rồi. Đỡ nhiều tiền điện rồi ha. Đi làm cũng vậy, vô công ty sạc đỡ biết nhiều tiền điện. Lắp vô chạy tiếp. Qua cái thời điểm sạc, xe nó vẫn hoạt động bình thường. Không liên quan cơ và điện, không liên quan gì với nhau hết. Có mày vô thì tao khỏe chân hơn, không có mày thì tao chở gì sẽ đập thương. Chỉ vậy thôi. Trợ lực là như vậy.
Rồi, những câu hỏi nào mà anh chị em mình khúc mắc hay là chưa hiểu thì cái số Zalo của mình có ha, liên hệ qua số đó giùm mình. Cảm ơn anh chị em.